cô gái đu trend gửi người yêu tương lai bằng clip khoe nồi canh cá vừa nấu. Dân mạng xem xong liền quay xe khẩn cấp. Trên TikTok dạo gần đây đang rộ lên trend gửi người yêu tương lai theo dạng tâm sự nhưng thực chất là một cách khoe khéo điểm tốt của bản thân, cho thấy tiềm năng đón một đoạn tình cảm tươi mới sắp tới. Tất nhiên, lãng mạn đến mấy thì trend nào cũng có những phiên bản ngoại lệ, ví dụ như là clip của cô gái sau đây. Tham gia trend, cô nàng sử dụng đúng đoạn nhạc và cách viết chữ nhỏ trên màn hình, tự tin khoe tác phẩm canh cá 3 phần, lạ lùng 7 phần sai trái. Nồi canh chuyển màu nâu tím đục ngầu, lúc cô khuấy lên là những chú cá bể, khiến người xem rùng mình. Xem video này, một số cư dân mạng bình luận: "Thôi, anh ăn ngoài đường quen rồi em ơi, tôi tưởng chè đậu đen không đó bà, phải chăng đây là canh mạnh bà trong truyền thuyết? Anh không nỡ để em vất vả đâu, để anh về nấu cho, em chỉ cần ở nhà chờ anh là được. Anh xin em đừng vào bếp, việc bếp núc cứ để anh về lo." Bên cạnh yếu tố giải trí, nhiều người thật sự thấy khó hiểu với món ăn của cô nàng. Nếu mục đích nấu canh chỉ là câu view thì có chăng quá lãng phí, số cá đó sẽ được giải quyết thế nào? Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.